Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Stray Kids, đó chính là ca khúc Backdoor. Trước khi bắt đầu vài bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học nha. Ok, động tác đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay qua như thế này nè. 1 2 và 3 và 4 và 5. Ok, Bin sẽ đếm lại nha. Phần tay nè mọi người. 1 2 và 3 và 4 và 5. Rồi. Phần chân của mình rất là đơn giản, mình chỉ đi phần gót qua bên đây thôi. 1 2 3 4 5. Ok. Nhưng mà phần chân và phần tay mình ghép lại thì nó rất là liệu và mình đi rất là khó. Cho nên là mọi người cố gắng thuộc phần tay trước rồi sau đó sẽ đi phần chân nha. Rồi bây giờ Bin sẽ đếm lại phần tay nè. 1 2 và 3 và 4 và 5. Phần chân nè. 1 2 3 4 5. Ok, và bây giờ mình thử ghép tay và chân lại nha. 1 2 và 3 và 4 và 5. Sau đó mình sẽ về đây một cái nữa và mình đặt lên. Hất và hất và mình nhảy ra ngoài, chắc chắc chắc. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2 đi. 1 2 và 3 và 4 và 5. Chắc chắc chắc. Phùng phùng phùng. Ok, chậm một lần nữa nha. 5 6 7 đi. 1 2 và 3 và 4 và 5. 6 và 7 tà 8 tà. Ok. Sau khi tà 8 tà xong, mình sẽ nhảy qua 1 2 và 3 4. Phần hông mình sẽ đi 4 lần. 1 2 và 3 4. Còn phần tay mình sẽ nghe theo tiếng nhạc. Chân 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 chân. Ok. Chân 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 chân. Thì mọi người cũng thấy rõ là ba phần này nó sẽ nhanh hơn và phần cuối cùng nó chậm. Chắc chắc chắc. Ha. Ok. Rồi Bin đếm vừa hông và vừa tay nha. 2 đi. Bùm. Cha cha cha. Cha. 2 đi. Bùm. Cha cha cha. Cha. Sau đó mình mở qua. Hùm. Rồi Bin đếm lại nha. 5 6 7 đi. 1 2 và 3 và 4 và 5. 6 và 7 tà 8 tà. 1 2 và 3 4 5. Ok. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái tay qua cốc cốc dừng. Ok. Cốc cốc dừng và phần chân mình sẽ lùi về. Ha ha phùm. Và sau đó mình di chuyển về 7 8. Rồi Bin nếm lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ đi nhanh hơn một chút nha mọi người. 2 đi. 1 2 và 3 và 4 và 5. 6 và 7 ha. 8 và 1 2 và 3 4 trùng. Chắc chắc trùng. Yeah. Và động tác tiếp theo cực kỳ dễ, cực kỳ dễ. Mọi người chỉ cần chú ý một chút xíu thôi là ok rồi. Và có một số bạn hỏi Bin là mình sẽ làm như thế nào, cùng chiều hay khác chiều. Thì mọi người nên nhớ là video này của Bin đã làm ngược lại sẵn rồi. Thì mọi người chỉ cần làm theo chiều mà Bin đưa tay ra thôi. Ví dụ như Bin đưa tay phải như là bên đây thì mọi người cũng sẽ đưa tay phải cùng với Bin luôn. Ok, đừng quên nha mọi người. Rồi, phần tiếp theo thì cực kỳ dễ luôn. Mọi người chỉ cần gõ, giống như gõ cửa vậy đó. Bin nghĩ động tác này ai cũng làm được. 1, 2, 3, 4. Ok, phần chân mình sẽ bước chân trái. Hấp, phải, trái. Trái, phải, trái. Mình bước bên hướng nào thì mình sẽ đè về bên hướng đó. 2 đi. Trái, phải, trái. Còn cái tay mình sẽ gõ liên tục. 2 đi. 1 2 3. Ok. Và sau đó phần tay của mình sẽ đóng, đóng, đóng từ dưới bụng, trên ngực và ngay ngực. Ok. 2 đi. 1 2 3. Thì cái phần này nó sẽ nhanh hơn cái phần này cái chân nó sẽ chậm. 1 2 3
trùng trùng trùng. Và mình lặp lại 3 lần. 1, 2, 3, trùng trùng trùng. Lần thứ 3 mình chỉ lặp lại phần gõ cửa thôi. 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ mở qua, phùng, xuống và nhảy lên. Ha. Rồi, ok, hất lên như thế này. Sau đó chúng ta sẽ nhảy hai chân ra ngoài. Phải. Sau đó mình dùng phần chân mình hất lên. Ok, phần chân của mình nè mọi người. Mình lấy cái đà mình hất qua đằng sau. Còn chân bên trái của mình sẽ hất về. Sa. Ok, sau đó mình để tay lên là xong. Hai, đi. Sa. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3 và 4 và 1, 2 và 3, 1, 2 và 3, 4, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey. Yes. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Backdoor của nhóm Stray Kids rồi. Thì thông qua video lần này thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể học được đoạn chorus của ca khúc Backdoor nha. Nếu tất cả các bạn có những yêu cầu về bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và thực hiện sớm nha. Nếu video này có thể giúp tất cả các bạn hoàn thành được vũ đạo thì hãy like và share giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.